Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nhật ký sổ trên kênh FBNC ngày 3 tháng 3. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ chị Nguyễn Hoàng Bảo Châu, là chuyên viên phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Châu. Trước hết thì xin chị có một số chia sẻ về nhóm ngành dầu khí. Đêm qua thì giá dầu thế giới đã giảm khá mạnh, thì việc này có tác động như thế nào đến nhóm dầu khí trong thị trường Việt Nam? Cái nguyên nhân mà khiến cho các giá dầu thế giới trong đêm hôm qua giảm rất là mạnh là do việc là Nga đã công bố cái sản lượng sản xuất dầu trong tháng vừa rồi. Thì cái sản lượng này cũng không có thay đổi so với tháng trước. Trước đó thì cũng có những cái thông tin về việc là sản lượng dầu ở Mỹ đang gia tăng lên mức kỷ lục. Thì cái việc là cái nguồn cung dầu vẫn đang tăng mạnh đã gây áp lực khá lớn lên giá dầu. Không những vậy thì trong những phiên gần đây thì cái đồng đô la cũng đang có cái dấu hiệu là gia tăng, và nó có tác động ngược chiều đối với giá dầu. Và trong phiên hôm nay thì có thể quan sát thấy là các cổ phiếu dầu khí vẫn tiếp tục duy trì cái đà giảm, và trong nhiều thời gian gần đây thì nó cũng đã có cái sự suy giảm. Thì cái việc mà Fed sắp sửa có những cái động thái nâng lãi suất bước tiếp theo thì cũng tác động nhiều đến thị trường Việt Nam. Chị có thể đánh giá cụ thể hơn về việc này? Cái xác suất mà Fed nâng lãi suất trong tháng 3 đã gia tăng khá cao. Thì theo các nhà hoạch định kinh tế thì cho rằng là cái xác suất này đã lên đến 80%. Vừa qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã có những cái chính sách mới là ông muốn gia tăng, cắt giảm thuế và gia tăng cái gói kích thích đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Thì tôi nghĩ là những cái chi tiêu thêm này sẽ khiến cho áp lực lạm phát gia tăng, và cái việc Fed tăng lãi suất để đối phó với cái việc là lạm phát tăng sẽ diễn ra. Thì sau khi đồn đoán là Fed tăng lãi suất thì cái thị trường chứng khoán tăng điểm khá là mạnh, thì đã giúp cho chỉ số Dow Jones vượt lên ngưỡng 21.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Cái sự tích cực này cũng lây lan sang các cổ phiếu ở các thị trường khác như là châu Âu hay thị trường Nhật thì cũng gia tăng khá là tốt. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cái việc Fed tăng lãi suất lại có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường Việt Nam. Bởi vì đi cùng với việc Fed tăng lãi suất là đồng đô sẽ gia tăng, và nó sẽ gây cái áp lực lên tỷ giá ở Việt Nam. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu nhiều hay là những doanh nghiệp có dư nợ ngoại tệ thì nó sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thêm nữa thì cái việc tăng lãi suất này cũng sẽ khiến cho dòng vốn trở về thị trường Mỹ và rời khỏi những thị trường mới nổi, trong đó có thị trường Việt Nam. Thưa chị, chúng ta nói đến một cái cổ phiếu, một cái mã cũng rất được quan tâm gần đây, đó là Vietjet Air. Thì kể từ khi lên sàn đã có rất nhiều kỳ vọng vào cổ phiếu này nhưng mà vẫn không hỗ trợ được thị trường. Thì tại sao thưa chị? Tôi muốn nói thêm về cái cổ phiếu Vietjet Air thì kể từ khi lên sàn thì với cái mức giá chào sàn là 90.000 thì tôi đánh giá đây là mức giá khá là hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Bởi vì so với cái OBS thì cái PE của Vietjet Air cũng rất là hấp dẫn so với thị trường chung cũng như là cái doanh nghiệp cùng ngành là Vietnam Airlines. Trong khi đó thì kết quả kinh doanh của cái doanh nghiệp này cũng khá tích cực. Thì trong cái thời gian vừa qua là từ năm 2011 khi mà doanh nghiệp bắt đầu mở rộng cái hoạt động kinh doanh, thì cái kết quả kinh doanh cũng như là tăng trưởng về thị phần gia tăng khá là mạnh mẽ. Và hiện nay thì Vietjet Air chỉ có cái thị phần khá là cao, đứng khoảng 40% là chỉ đứng dưới Vietnam Airlines. Thì trong tương lai thì cái tiềm năng tăng trưởng của ngành hàng không còn khá là lớn, và tôi kỳ vọng là cái cổ phiếu, cái nhóm ngành hàng không này cũng sẽ gia tăng tiếp tục. Và tôi nghĩ là trong những phiên gần đây thì có thể thấy là Vietjet Air đã tăng khá mạnh kể từ khi lên sàn, là có 3 phiên tăng trần và hôm nay thì tiếp tục gia tăng. Thì tôi nghĩ là nó cũng có tác động khá là tích cực đối với chỉ số. Tuy nhiên thì hiện tại là mặt bằng chung thì vẫn còn đang sự áp lực bán khá là lớn ở các nhóm ngành như là dầu khí và nhóm ngành ngân hàng, thì hai nhóm ngành này là cái nhóm ngành trụ cột. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng thấy là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vinamilk hay Sabeco thì cũng có cái sự suy giảm đáng kể, và cái điều này gây áp lực khá lớn lên chỉ số, và dường như có thể thấy là nó đã lấn át đi cái tác động tích cực từ cái cổ phiếu Vietjet Air đã tăng trần khá nhiều phiên. Thưa chị, trong khi Vietjet tăng trần liên tục thì Vietnam Airlines lại giảm sàn, thưa chị nguyên nhân là do đâu? Có phải là cái sóng ngành nó, cái trào lưu ăn theo sóng ngành nó đã không còn? Thì tôi nghĩ là cái việc là trong năm 2016 thì cũng có chứng kiến là cái trào lưu ăn theo sóng ngành nó cũng đã khá là một cái cách đầu tư khá hiệu quả của nhà đầu tư. Thì đặc biệt là có thể thấy là các cổ phiếu nhóm ngành bia, thì từ khi Sabeco và Habeco lên sàn thì những cái cổ phiếu ngành bia cũng đã có sự gia tăng mạnh mẽ. Thì cái nguyên nhân là do trước đó thì các cổ phiếu ngành bia cũng giao dịch khá là ảm đạm.
Còn ở cái ngành hàng không thì lại là một cái trường hợp khác. Thì cái cổ phiếu Vietnam Airlines là lên sàn từ đầu năm 2017 và cũng đã chứng kiến nhiều phiên tăng trần mạnh mẽ. Thì với cái giá chào sàn 28.000 thì cổ phiếu Vietnam Airlines đã liên tục gia tăng và lên đến cái mức 50.000. Thì tôi nghĩ là đây là cái mức khá là cao và khi mà cổ phiếu chạm cái ngưỡng này thì cái áp lực chốt lời khá lớn. Cùng với đó thì Techcombank cũng đã có cái dấu hiệu là chốt lời ở cái cổ phiếu Vietnam Airlines. Nên tôi nghĩ là Vietnam Airlines là đã điều chỉnh về cái vùng giá hợp lý hơn. Thưa chị, nếu như ngày hôm qua cổ phiếu Hòa Phát tăng mạnh thì hôm nay lại giảm mạnh, một thông tin khác là cái sản lượng tiêu thụ thép trong tháng 2 thì cũng giảm. Vậy chị đánh giá như nào về mã này và về toàn ngành thép nói chung? Trong những ngày đầu tháng 2 là những ngày Tết Nguyên Đán thì cái nhu cầu thép xây dựng sẽ suy giảm, đó là điều hiển nhiên. Và tôi nghĩ là cái nhu cầu thép xây dựng sẽ gia tăng trở lại trong tháng 3. Và trong năm 2017 này thì triển vọng của ngành thép vẫn còn tích cực. Còn ở cổ phiếu Hòa Phát thì tôi nghĩ là hai phiên gần đây thì cổ phiếu đã có cái sự gia tăng tích cực và hỗ trợ đáng kể cho thị trường. Thứ nhất là tôi thấy là khối ngoại đang có cái động thái gom vào khá mạnh cái cổ phiếu Hòa Phát thì đã hỗ trợ cho cái đà tăng của cổ phiếu. Bên cạnh đó thì cái thông tin khá tích cực từ việc là Hòa Phát điều chỉnh cái kế hoạch kinh doanh với doanh thu và cả doanh thu và lợi nhuận đều có sự gia tăng tích cực, thì điều này đã hỗ trợ cho tâm lý giao dịch. Thì sau tôi nghĩ với cái kế hoạch này thì kế hoạch trước đó thì được đặt ra vào cuối năm 2016. Tuy nhiên thì sau khi có tổng kết 2 tháng đầu năm thì cho thấy là cái sản lượng thép tiêu thụ của Hòa Phát đã tăng khá là mạnh so với những cái năm gần đây, thì đặc biệt là trong tháng 2 là cái mùa tiêu thụ khá là thấp. Kết quả này thì ban quản lý thì cũng đã có cái điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và đây là một trong những thông tin hỗ trợ khá tốt cho nhóm ngành này. Ngành thép nói chung thì tôi vẫn đánh giá vẫn còn triển vọng. Trong đó thì có cổ phiếu đầu ngành là cổ phiếu Hòa Phát, thì tôi đánh giá là cái cổ phiếu này vẫn còn cái tiềm năng tăng trưởng khá tích cực. Hòa Phát là một trong những công ty dẫn đầu và có cái biên lợi nhuận khá tốt trong ngành. Và thêm nữa thì tôi nghĩ là với cái chính sách bảo hộ của chính phủ thì tôi nghĩ là cái ngành thép vẫn còn cái tiềm năng tăng trưởng và đặc biệt Hòa Phát sẽ còn dư địa để tăng. Và trong thời gian vừa qua thì cũng chứng kiến là cổ phiếu Hòa Phát đã điều chỉnh khá là mạnh và tôi nghĩ là đây là cái vùng giá hợp lý để nhà đầu tư có thể tích lũy thêm cái cổ phiếu này. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện khác trên thị trường trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị, một số chia sẻ vừa rồi cũng đã tạm khép lại phần đầu tiên của chương trình Những Cái Sổ ngày hôm nay. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ trở lại với phần điểm tin.